Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo sau đây là một cái chủ đề tiếp theo nói về trích kinh thánh Chúa Trời trừng phạt loài người cực khổ, tay làm hàm nhai. Sáng thế ký 3:16, Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con, sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. 17. Ngài lại phán cùng Adam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta sẽ dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa sả vì ngươi, trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. 18. Đất sẽ sanh trong gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. 19. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Chủ đề 5. Chúa Trời ích kỷ, tỵ hiềm ngay cả với những người làm cha mẹ. Luca 14:26, nếu kẻ nào đến với ta mà không căm ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em và ngay cả đời sống của hắn thì hắn không thể là môn đồ của ta. Thưa quý vị, là cái clip trước mình đã đối chiếu để dẫn chứng là những cái sách ví dụ như là Ma-thi-ơ 10 phúc âm Mắc-thêu, thì mình đã dẫn chứng rồi, bây giờ hôm nay mình không dẫn chứng lại nữa. Nếu ai cần kiểm chứng thì cứ dở kinh thánh ra sẽ thấy, làm gì nó mất thời gian. 37. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì ta không đáng, thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. 38. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. 39. Ai giữ gìn sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Mắc-thêu 12:30, kẻ nào không theo ta ở với ta là chống đối ta. Mắc-thêu 18:6, nếu ai làm cho một trong những đứa trẻ đã tin ta phạm tội thì tốt hơn cho hắn là buộc một khối đá vào cổ hắn và ném hắn xuống đáy biển cho chết đuối. Chúa lòng lành, Chúa lòng lành lắm nghe các quý vị các bạn, Chúa lòng lành lắm. Mắc-thêu 23:8 đến câu 10, nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy và các ngươi hết thảy đều là anh em. Nhớ nha, có một thầy thôi, có nghĩa là thầy năm, thầy sáu gì đó, là không phải thầy, chỉ có thầy vua Giê-xu là một thầy thôi nha. Cho nên kêu gia cha nhà thờ là lạm xưng, không đúng kinh thánh. 9. Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình. Đấy, cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình nha, vì các ngươi chỉ có một cha là đấng ở trên trời. Cho nên mấy cha nhà thờ là kêu anh em, con chiên gặp cha nhà thờ kêu anh em, không có nên kêu cha, không có kêu linh mục, không có kêu gì hết. Tại vì Chúa nói là trong Mắc-thêu 23 nè, từ câu 8 đến câu 10 nè, câu 9 nè, là cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình, vì các ngươi chỉ có một cha là đấng ở trên trời. 10. Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ, chủ chăn đó, giám mục đó, linh mục, giám mục đó, là chủ, vì các ngươi chỉ có một chủ là đấng chết, đấng Chúa. Luca 19:27, còn bọn thù địch của ta kia, những người không muốn ta làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt ta. Đây, ghê chưa, Chúa lòng lành lắm. Xuất hành 34 từ câu 11 đến câu 14. 11. Hôm nay
hãy vâng theo những mệnh lệnh ta, thì ta sẽ đánh đuổi dân Anomrit, dân Canaan, dân Hethit, dân Pherisit, dân Hevit và dân Jebusit trước mặt các con. 12. Ngươi chớ nên lập ước với dân sống trong xứ mà các ngươi sẽ đến, vì nó sẽ tạo ra cạm bẫy cho ngươi đó. 13. Hãy tiêu hủy các bàn thờ chúng nó, đập bể các trụ thờ và phá đập các thần tượng Asera. Cái này thì chúng thực hành nè. Cái này là chúng thực hành, câu 13 này là chúng thực hành nè. Đó. Đó. Đập mà chỗ chúng thờ ở nhà thờ là chỗ chùa Lá Vàng. Lập lên nhà thờ Lá Vàng. Đó. Tự biên tự diễn ra đập bể hết. 14. Không được thờ lại thằng nào khác, vì ta Chúa là đấng đố kỵ, thượng đế ghen tương. Ghê không? Thừa nhận luôn câu số 14. Không được thờ lại thằng nào khác, vì ta Chúa là đấng đố kỵ, thượng đế ghen tương. Đó. Chính xác nha. Không sai chạy đâu hết. Câu này nên nhớ. Các con chiên nên nhớ. Đố kỵ ghen tương là Chúa nha. 20 đến câu 5. Ta Thiên Chúa của các ngươi là một Thiên Chúa ghen tuông đố kỵ, sẽ trừng phạt tới 3-4 thế hệ sau của những kẻ nào ghét ta, nghĩa là những người đi thờ phụng thần khác hay hình ảnh khác. Cái này có phục truyền. Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ, phạt lại con cháu đến 3-4 đời. Ghê chưa? Cho nên là khi mà nhà thờ giảng về vấn đề là Chúa lòng lành, Chúa làm gì cũng được, Chúa tình yêu thương tột bực, chỉ có tình yêu, nó ngụy biện, nó nói là tin Chúa là tin gì? Tin lòng yêu thương, lòng yêu thương tột độ, có nha. Đó là chẳng qua là ngụy biện, và nó là đầu môi chót lưỡi của bọn giám mục, linh mục, cha nhà thờ. Thật sự ra là chả có gì hết. Kinh Thánh nói rất là rõ ràng. Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ, phạt lại con cháu đến 3-4 đời. Phục truyền 6 15. Vì Thiên Chúa của ngươi là một Thiên Chúa ghen tuôn đố kỵ trong đám các ngươi. Phục truyền đoạn 12 câu 2 đến câu 7. Phải vầm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những âm thần mà họ thờ. Đấy. Kinh. Cái này thì họ làm này từ cái thời Alexander Rhodes, những giáo sĩ thừa sai đó qua Việt Nam mình, đó là thực hành cái này, thực hành cái câu này triệt để luôn. Phục truyền 29 câu 20. Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa và lòng ghen tuông đố kỵ của người sẽ đốt cháy người đó, và mọi người, mọi sự nguyền rủa trong cuốn sách này sẽ đổ lên đầu hắn. Trong cuốn Kinh Thánh, Cựu Ước cũng như Tân Ước có rất nhiều lời nguyền rủa. Này của Trần Trung Ngọc. Trích này trong trích trong cuốn Kinh Thánh, Cựu Ước cũng như Tân Ước, lời nói này của Trần Trung Ngọc. Nhưng mà đúng thiệt. Phục truyền nè, 29 đoạn 29 câu 20 nè. Phục truyền 32 16. Chúng khiêu khích Thiên Chúa ghen tuông đố kỵ với các thần khác. Ngoài ra còn các đoạn như Deuteronomy 32-21, Joshua 24-19, Kinh 14-22, rất là nhiều đoạn. 6. Chủ đề Chúa Trời bất công và phê đảng. Đây. Ma-thi-ơ 10 phúc âm Mắc-thiêu. Cái ai không tin để đánh vô Kinh Thánh và đọc dòng này nè, nó sẽ ra
để ra những cái đoạn này. 40. Ai rước các ngươi, tức là rước ta. Ai rước ta, tức là rước đấng đã sai ta. 41. Ai rước một đấng tiên tri, vì là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri. Ai rước một người công chính, vì là công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. 42. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ muốn một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. 7. Chủ đề Chúa dạy giả dối. Thư Roma 3:7. Nhưng nếu sự giả dối của tôi làm cho thấy rõ hơn Thiên Chúa là đấng chân thật, và như vậy càng tôn vinh người, thì tại sao tôi lại còn bị kết án là kẻ tội lỗi? 8. Chủ đề Chúa trời nguyền rủa kinh hoàng. Lê Vi 26:14 đến câu 46. Trong Sáng Thế Ký 3 đã chép ở trên một số 2, Chúa rủa xả trù ẻo hai con người đầu tiên mà Chúa tạo ra trên trái đất. Ở đây, kinh Leviticus 26, Chúa hăm dọa và trù ẻo dân của Chúa nhiều cách, nhiều kiểu, vô nhân hơn nữa. 14. Xong các ngươi không nghe ta, không làm theo các điều răn này. 15. Nếu khinh bỉ mạng lệnh ta và tâm hồn các ngươi nghịch cùng luật pháp ta, đến nỗi không làm theo những điều răn ta mà bội sự giao ước ta. 16. Thì này là những điều ta sẽ giáng cho các ngươi. Ta sẽ giáng cho các ngươi sự kinh khủng, bệnh tổn và rét, làm hư mòn con mắt và nhọc mệt tâm hồn. Các ngươi gieo mạ luống công, quân thù nghịch sẽ ăn hết. 17. Ta sẽ nổi giận cùng các ngươi, các ngươi sẽ bị quân thù nghịch đánh đập. Kẻ nào ghét các ngươi sẽ lấn lướt các ngươi, và các ngươi sẽ chạy trốn không ai đuổi theo. 18. Nếu đến nỗi vậy mà các ngươi không khứng nghe ta, ta sẽ vì cớ tội phạm thêm gấp 7 lần đặng xử phạt các ngươi. 19. Và ta sẽ dẹp sự kiêu ngạo về năng lực các ngươi, ta sẽ khiến trời các ngươi cứng như sắt và đất trơ như đồng. Ghê chưa? Đó. 20. Năng lực mình hao mòn vô ích, đất không sinh sản, huê lợi cây cối không kết bông trái. 21. Nếu các ngươi phản đối cùng ta và không muốn nghe ta, thì ta sẽ tùy theo tội phạm giáng tai vạ trên các ngươi gấp 7 lần nữa. 22. Ta sẽ sai những chú đồng, những thú đồng đến tha con cái các ngươi đi, ăn hại súc vật, diệt số người ra ít, và đường nẻo các ngươi sẽ vắng tanh. Ghê chưa? Chúa đó, Chúa nói đó. 23. Dẫu đến những việc ấy mà các ngươi cứ không phục sự sửa phạt ta, cứ phản đối cùng ta, thì 24. Ta đây sẽ nghịch lại cùng các ngươi, và vì cớ tội lỗi sẽ giáng tai vạ cho các ngươi gấp 7 lần nữa. 25. Ta sẽ khiến gươm giáo đến trên các ngươi đặng báo thù sự giao ước ta. Khi các ngươi hội hiệp trong những thành hình mình, ta sẽ giáng dịch hạch đến giữa các ngươi và nộp các ngươi vào tay thù nghịch. 26. Khi ta dẫn sự đói kém đến, 10 người nữ sẽ nướng bánh của các ngươi trong một lò, cân bánh trao lại cho các ngươi, các ngươi sẽ ăn mà không no. 27. Dẫu đến đổi vậy mà các ngươi cứ không khứng nghe ta, còn phản đối cùng ta. 28. Thì ta cũng sẽ nghịch lại cùng các ngươi cách giận dữ, vì cớ tội lỗi các ngươi sẽ xử phạt gấp 7 lần nữa. Chúa quá tiểu nhân và quá bị ổi, và con người rất là hèn hạ thấp kém, thua một con người đời, thua một con người đời ở trần gian nha. Chúng ta cái chuyện không chuyện có thì nói cho nó nhẹ lại, dù như nhẹ ta sẽ phôi pha, ta sẽ cho nó nhẹ nhàng bớt bỏ qua, còn đằng này phải xử phạt gấp 7 lần, chứng tỏ là người
tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ. 29, các ngươi sẽ ăn thịt con trai con gái mình. Ghê chưa, rủa nó bắt đầu mà thấy các ngươi ăn thịt con trai con gái chính mình, trời ơi thua. 30, ta sẽ hủy diệt những nơi cao các ngươi, phá đổ những hình mặt trời, và để thay các ngươi chồng lên thay của hình tượng mình, tâm hồn ta sẽ ghê gớm các ngươi. Kinh khủng chưa các bạn, đó kinh thánh nha. 31, ta sẽ làm cho thành các ngươi ra vắng vẻ, các nơi thành quạnh hiu, và ta chẳng còn hưởng mùi thơm về của lễ các ngươi nữa. 32, ta sẽ làm sứ ra đồi bại, đến đổi kẻ thù nghịch ở tại đó cũng lấy làm lạ. 33, ta sẽ tản lạc các ngươi trong các dân, và rút gươm ra đuổi theo sau các ngươi, xứ các ngươi sẽ hoang vu, thành sẽ vắng vẻ. Kinh khủng không? 34, trọn trong lúc đất bỏ hoang vu và các ngươi ở trong đất của kẻ thù nghịch, khi đó đất sẽ được an nghỉ hưởng những năm sa bát. 35, trọn lúc đất bỏ hoang vu sẽ được an nghỉ, vì lúc các ngươi còn ở đó, ở đất đó, nó không được an nghỉ trong những năm sa bát của các ngươi. 36, còn ai trong các ngươi sống sót lại, ta sẽ làm cho họ nhát gan trong xứ của thù nghịch mình. Tiếng lá khua sẽ làm cho họ chạy trốn, khác nào chạy trốn trước lưỡi gươm, té ngã mà không ai đuổi theo. Ghê chưa, Chúa hăm dọa, hăm dọa tiếng lá khua, tưởng đâu là gươm giáo, cái thật sự không có ai đuổi theo. 37, người này vấp ngã trên người kia như trước ngọn gươm, vốn chẳng ai rượt đuổi theo họ, các ngươi không thể chịu nổi trước mặt quân thù nghịch mình. 38, các ngươi sẽ bị chết mất giữa các dân, đất kẻ thù nghịch sẽ nuốt các ngươi. 39, ai trong các ngươi còn sống sẽ vì cớ gian ác mình và gian ác tổ phụ mà hao mòn trong xứ kẻ thù nghịch mình. 40, khi ấy họ sẽ nhận gian ác mình và gian ác của tổ phụ mình, những tội lỗi họ đã phạm và sự chống trả họ đã cự cùng ta. 41, đến đổi ta cũng chống trả lại, dẫn họ vào xứ kẻ thù nghịch. Bây giờ nếu lòng không chịu cắt bì của họ, sẽ tự hạ mình xuống và sẽ phục điều xử phạt về gian ác mình. 42, thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước ta đã lập cùng Gia-cốp, cùng Y-sát, cùng Áp-ra-ham, và ta sẽ nhớ lại xứ này. Chúa bị cắt bì cho nên là bắt ai cũng phải cắt bì. Nếu ai cũng không cắt bì là sẽ phục điều xử phạt về gian ác mình. Việt Nam mình có chú, có cha nhà thờ nào cắt bì không? Lên tiếng đi. 42, thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước đã lập cùng Gia-cốp, cùng Y-sát, cùng Áp-ra-ham, và ta sẽ nhớ lại xứ này. 43, vì xứ bị họ bỏ hoang sẽ được nghỉ bấy nhiêu năm sa bát, tùy theo họ bỏ hoang vu bao nhiêu, họ sẽ chịu hình phạt của gian ác mình, bởi vì đã khinh bỉ mạng lệnh ta, và tâm hồn họ đã lấy làm ghê gớm các luật pháp ta. Ghê chưa, nhiều năm sa bát này là sa bát này như cái nhóm cái lễ vượt qua, lễ vượt qua. 44, dẫu vậy đương khi họ bị ở trong xứ kẻ thù nghịch mình, ta cũng chẳng bỏ họ đâu, chẳng ghê gớm họ đến phải hao mòn hết, và chẳng bội sự giao ước ta lập cùng họ đâu, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời của họ. Câu trên nó mâu thuẫn câu dưới, câu dưới nó mâu thuẫn câu trên. Mâu thuẫn với nhau. 45, ta vì họ sẽ nhớ lại sự giao ước đã lập cùng tổ phụ họ, mà ta đã đem ra khỏi xứ Ê-díp-tô trước mặt các dân, đặng làm Đức Chúa Trời của họ, ta là Đức Giê-hô-va. 46,
đó là các điều lệ, mạng lệnh và luật pháp mà Đức Giê-hô-va nhờ Môi-se lập ra giữa Ngài cùng dân Israel tại trên núi Sinai. Đây. Đệ nhị luật chương 28. Nhưng nếu anh em không nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, không lo đem ra thực hành tất cả những mệnh lệnh và thánh chỉ của Người mà tôi truyền cho anh em hôm nay, thì những lời nguyền rủa sau đây sẽ đến với anh em và bao trùm anh em. Anh em sẽ bị nguyền rủa trong thành, anh em sẽ bị nguyền rủa ngoài đồng. Giỏ của anh em và cối nhồi bột của anh em sẽ bị nguyền rủa. 18 con cái của lòng dạ anh em, hoa màu của đất đai anh em, bò con, chiên con của anh em sẽ bị nguyền rủa. 19 anh em sẽ bị nguyền rủa khi vào, anh em sẽ bị nguyền rủa khi ra. Ghê chưa? Câu trên thì nghe nói là lòng thành, câu dưới thì nguyền rủa. À, câu trên nên là ta phải nhớ lại sự giao ước đã lập cùng tổ phụ họ và đem ra khỏi xứ Ai Cập trước mặt chăn tặng lời Chúa Giê-hô-va. Hai mươi, Đức Chúa sẽ khiến anh em mắc tai họa, phải hoảng sợ, bị đe dọa trong mọi công việc tay anh em, làm cho đến khi anh em bị tiêu diệt và mau lẹ biến mất. Sự gian ác anh em khi lìa bỏ Đức Chúa, Đức Chúa sẽ cho ôn dịch bám vào anh em cho đến khi nó tận diệt anh em, khiến anh em không còn trên đất anh em sắp vào chiếm hữu. Đúng rồi, cái này là do là nhiều lắm á, bên Mỹ Roma nè, Ý rồi đó, là chắc là mấy ông giáo hoàng rồi Hồng Y đều là bỏ Đức Chúa Trời, cho nên là bị bệnh dịch ha, bị bệnh dịch chết như ngoé luôn. Đấy, cho nên thành thứ ra là chú nói nè, Đức Chúa khiến anh em mắc phải tai họa, phải hoảng sợ, bị đe dọa trong mọi công việc tay, cho nên làm cho anh em bị tiêu diệt và mau lại biến mất. Và sự gian ác anh em khi lìa bỏ Đức Chúa, Đức Chúa sẽ cho ôn dịch bám vào anh em. Đấy, này là Chúa, Chú trị mấy ông cha nhà thờ trước, xong trị Việt Nam, xong trị cái bọn nhà thờ Việt Nam này cho nó về phía Chúa hết, cho nó trống trải. Đây câu này hay nè. 21, Đức Chúa sẽ cho ôn dịch bám vào anh em cho đến khi nó tận diệt anh em, khiến anh em không còn trên đất anh em sắp vào chiến hữu. À, chiếm hữu qua đất đai ở bà con Việt Nam mình hơi bị nhiều, cầu mong cho nó bị bám ôn dịch, giống như lời của Chúa nói nè, bám vào những cái thành phần mà cướp đất, cướp chùa rồi xây nhà thờ lên, cầu mong cho nó bám vô, nó đi về với Chúa hết đi. 22, Đức Chúa sẽ làm cho anh em bị suy mòn, nóng sốt, viêm phỏng, bị hạn hán, và làm cho lúa mì bị úa vàng, bị sâu đục. Các thứ đó sẽ theo sát anh em cho đến khi anh em biến mất. 23, trời của anh em trên đầu anh em sẽ là đống đất, dưới chân anh em sẽ là sắt. 24, thay vì là mưa trên đất anh em, Đức Chúa sẽ cho cát và bụi từ trời rơi xuống cho đến khi anh em bị tiêu diệt. 25, Đức Chúa sẽ làm cho anh em bị đánh bại trước mặt quân thù, khi ra đánh chúng anh em cùng đi một lối, lúc mà phải trốn chúng anh em tháo chạy bảy đường, anh em sẽ làm cho mọi dân tộc trên mặt đất phải gớm ghiếc. 26, xác chết của anh em sẽ là mồi cho mọi chim trời và cho các thú vật trên mặt đất mà không ai xua đuổi chúng. 27, Đức Chúa sẽ làm cho anh em bị ung nhọt Ai Cập, bị ung bú, ghẻ lở, ngứa ngáy mà không thể chữa khỏi. 28, Đức Chúa sẽ làm cho anh em bị điên khùng, mù lòa, mất trí. 29, anh em sẽ mò mẫm giữa trưa,
những như người mù mờ mẫm trong bóng tối và sẽ không thấy đường mà đi. 30, anh em sẽ đính hôn với một phụ nữ nhưng người khác sẽ cưỡng hiếp nàng. Anh em sẽ xây nhà nhưng không được ở, sẽ trồng vườn nho nhưng không được hưởng trái đầu tiên. Bò của anh em sẽ bị hạ trước mắt anh em mà anh em không được ăn thịt. Lừa của anh em sẽ bị cướp trước mặt anh em và sẽ không trở về với anh em. Chiên dê của anh em sẽ bị đợp cho quân thù mà không ai cứu giúp anh em. 32, con trai con gái của anh em sẽ bị nộp cho một dân khác. Mắt anh em sẽ chứng kiến và suốt ngày mòn mỏi trong chờ chúng, nhưng anh em đành chịu bó tay. 33, hoa màu của đất đai anh em và tất cả công lao vất vả của anh em thì một dân anh em không biết sẽ được hưởng mãi mãi. Anh em sẽ chỉ là người bị áp bức, bị hành hạ. 34, anh em sẽ ra điên khùng vì cảnh tượng mắt anh em chứng kiến. 35, Đức Chúa sẽ làm cho anh em bị ung độc không thể chữa lành ở đầu gối và ở đùi, từ bàn chân cho tới đỉnh đầu. 36, Đức Chúa sẽ bắt anh em và vua mà anh em tôn lên cai trị anh em đi đến với một dân tộc anh em, và cha ông anh em không biết. Tại đó anh em sẽ phụng thờ các thần khác là gỗ, là đá. 37, anh em sẽ trở nên nỗi kinh hoàng, nên trò cười, nên đầu đề chăm chọc cho mọi dân ở nơi Đức Chúa sẽ dẫn anh em đến. 38, hạt giống anh em mang ra đồng thì nhiều nhưng chỉ thu hoạch được ít vì châu chấu sẽ phá hết. 39, anh em sẽ trồng và chăm sóc vườn nho nhưng rượu anh em sẽ không được uống và cả trái nho cũng chẳng được hái vì sâu bọ sẽ ăn hết. 40, anh em sẽ có những cây ô liu trên toàn lãnh thổ anh em nhưng không có dầu mà sức vì trái ô liu của anh em sẽ rụng. 41, anh em sẽ sinh con trai con gái nhưng chúng sẽ không thuộc về anh em vì chúng sẽ bị đi đày. 42, mọi cây cối và hoa màu của đất đai anh em sẽ bị bọ dừa phá hoại. 43, người ngoại kiều giữa anh em sẽ lên mãi vượt hẳn anh em, còn anh em sẽ đi xuống mãi. 44, họ sẽ cho anh em vay mượn, còn anh em sẽ không có gì cho họ vay mượn. Họ sẽ đứng đầu, còn anh em sẽ đứng cuối. 45, những lời nguyền rủa này sẽ đến với anh em, theo sát và bao trùm anh em cho đến khi anh em bị tiêu diệt vì anh em không nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, không giữ các mệnh lệnh và thánh chỉ của người mà người truyền cho anh em. 46, những điều ấy sẽ nên giấu lại điều điềm thiêng cho anh em và dòng dõi anh em đến muôn đời. Đây, thôi tới đây thôi nha các bạn. Thì clip sau mình sẽ làm gì vừa thôi, làm nhiều quá thì nó nghe nó cũng chán. Kinh thánh mà phải để cho các trai lên một con chiên đồ vô rồi bình luận đồ giải thích đồ để mình mở mang tầm mắt rồi thứ Chúa trời rồi, hay là những trai nhà thờ rồi giảng dạy cách sao, giảng giải rồi lý luận đồ sao. Mình sẽ đặt tiêu đề khác nha, tiêu đề nó cách là nóng sốt lên để cho thành phần chủ chăn nhảy vô rồi bình luận, hoặc là con chiên đồ bảo vệ đồ cho vui. Xin hẹn clip sau.